Message. Message. Leave. And. Visit. Học mình kỳ của coi. Mà chỉ nửa câu khó làm sao? Bà giúp cho. Sorry, I need to finish this long message. Sorry, I need to finish this long message. Call. Rồi. Uncle. Uncle. Leave. Leave. Rồi. Send. Rồi. Send. Send. What are you writing? What are you writing? Raining. Raining. Writing. Writing. Age. 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 Eight. Age. Bạn đang viết gì vậy? What are what you, are writing? You writing. Writing. Learn. Learn. Lean. Lean. Learn. Learn. Miss Chan can leave early today. She very busy. Cô ấy rất bận. I need to finish my work. I need to finish my work. Finish. Tôi cần hoàn thành công việc của tôi. He's writing something on the paper. Writing. 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 Raining. Writing. Raining. Mưa. Sorry, I can't leave the office. I need to finish this message. I need to send it today. Can I meet you at the restaurant later? Người nói đang làm việc. Xin lỗi, tôi không thể rời khỏi văn phòng. Tôi cần hoàn thành cái tin nhắn. Tôi cần gửi nó hôm nay. Bạn có thể gặp tôi tại nhà hàng sao không? Cô ấy đang viết lịch trình của cô ấy lên chiếc bảng trắng. She writing, writing. Why do I have 20 new messages? Why do I have 20 new messages? Chip. Tại sao tôi lại có 20 tin nhắn mới? Are you sending those photos to me? Are you sending? Bạn có thể gửi những cái bức ảnh đó cho tôi không? Sending. Can you come to work early tomorrow? Many crocodiles. Many crocodiles. Nhờ mẹ con, mà đang học. Great job. Can you come to work early tomorrow? Bạn có thể đến sớm, đến làm việc sớm hơn vào hôm, vào ngày mai. Many chipmunks.
Bạn Benny Chipmunk có thể Benny Chipmunk tới làm sớm được không? Nam lúc nào cũng đến văn phòng sớm. Mẹ. Nam. Mẹ con vẫn đâu trong nữa. Nam on way. Nam is e. On way. Come. Office. Come to. Office. Early. I'm always come to the office early. Hôm nay tôi không về nhà sớm được. Chưa được nữa, mít quá. Để mẹ học đâu. Ai? Mẹ ơi, mít quá mà chưa được nữa mẹ. Đưa dần. Học thêm 3 ngày là được. Thôi, ta cũng chưa thích cô đi. I do not go to home early. Today. Guess can you man on way man on way come to the office. I can go home.